đặt góc quay khác. Đây của tôi sao nó nhấp hoài vậy? Chớ về nhấp hoài. Nó lộn. Chưa bỏ vô mà. Kè nó ghẻ rồi hết mọi cái chứ. Ghẻ nó quá. Nó lại nó ghẻ nó giật ra. Con cá đây. Đó, nhấp ra. Giật cá lên cá lên cá. Ồ, tưởng lên cá. Chơi không chơi chói nha. Lấy cần ra bà.
đi nhà con lấy giùm cho. Cá gì không? Cá không vào á. Con lấy đi mà. Cá gì? Thôi lầm. Đâu chứ vô. Mày đâu đuối, câu chứ vô gì đâu. Ủa mấy chú này dính mấy cá mà chưa mất rồi. Thấy đi. Quá. Dây này dài hơn cần nữa thôi. Đó đó, lên cá, lên cá. Cá cá bự không? À, quá bự, quá bự luôn. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Báo cá à. Báo cá nha. Rồi cá phờ là 5 nè. Rồi chìm phao luôn nha. Con cá gì mà chìm phao luôn đi. Chứ bao nó chung mùi gì luôn. 10.000 à. Báo 10.000 à con. Để mốt nó chung gửi. Nó 5.000 cũng có nữa. Mà 5.000 thì nó uống bị rồi đó. Nó mau chìm, nó không có nổi lên. Con mua phao 10.000 là con nhìn số rồi đấy. Bù. Dạ. Bù. Ê. Dạ. Nhìn số nè. Nó để số nè. 28-30 à, nổi còn nếu mà 6-5-6 là nó nổi cái chìm mà. Sáng giờ. Trời ơi. Ê mình ơi, mình ơi, đưa giùm tôi cái cần. Đưa giùm tôi cái cần nha. Ngoài bị khuyên luôn nha mày. Ủa hết mồi mẹ rồi. Dạ đưa cái bịch mồi cho em mượn nha mày. Mồi kia đâu rồi? Đó. Nè Bi. Thôi qua đây để bên này cho mày. Ở trên này có kiến đó. Chân câu mà sợ nắng. Ôi lên cá, lên cá đi. À, hay quá. Ok, ok. Cái này ok phải không? Ok. Trời ơi, chung cá gì bự rồi. Chung có cá gì không hả? Mã. Mã hả? Mã. Con có thả đi. Hả? À. Quá rồi. Mới đi tắm lưỡi không bây? Vô đó đủ ăn rồi, hai vợ chồng đủ ăn rồi tới rồi. Kỳ vậy mà. Mà không dính ra. Trời ơi, diễn quá lâu rồi luôn rồi. Sao chưa dạy chứ? Gì? À, lâu. Cho ta câu gần nữa. Có gần mất. Bây giờ mình xui. Rồi chiếc chở chút không hết rồi. Ê cô mình ăn kìa. Phun táp kia hết lửa luôn. Làm quái ngộn gì vậy à. Chú Nhi rồi chú. Vậy chú quê phải xin lên đây cầu của chú. Giật đâu biết cái con hết đâu. Giật. Cái lưỡi vô này dính cá phi được chứ. Đâu rồi? Lưỡi đó cá phi con đó. À, cái máu cho lưỡi nè.
Nó biết rồi. Cho con cá đi. Cái lưỡi trên mình. Nè lưỡi tao nè. Lưỡi bự ba. Cái lưỡi con này chứ. Cái lưỡi con này. Dạ chưa con, cái lưỡi chú biết rồi. Dạ ba. Ủa thấy cái phao mình không ta à. Chú con cá chích queo luôn rồi. Bỏ chứ. Cái lưỡi nhỏ xíu luôn. Bi mất mồi chưa? Lưỡi đó mà dính ghê đó. Lắm nó dính cá bự không á. Đó cá phi vô rồi, cá phi vô rồi. Xả cám ăn ta. Lưỡi đó cá phi nó ăn là lụm nó. Con sợ nhỏ quá con lấy không được thôi. Sợ cái lưỡi nhỏ quá nó nuốt. Nó nuốt cái nín cá luôn. Ê Bi, Bi, cá lòi kìa Bi. Ủa cá ăn quá rồi, tới mùa giao phối rồi. Trời ơi con gì vậy? Con lưỡi nè. Lưỡi ăn lưỡi nè. Ai còn có lưỡi đi ngồi à. Ôi giật giật. Ăn không ăn luôn. Giật luôn đi. Ủa đây quay luôn chứ. Ừ. Quay trực tiếp luôn. Ai xem? Chút xíu mình khác luôn. Chụp lưỡi gì kìa bà nó không? Sao chắc có cá? Nó ghẻ từ ngoài vậy? Giờ nó khoái chú. Trời ơi, đủ rồi, dừng lại đi. Ai xem không chú?